giới thiệu đến các bạn cây Roland AT80S, một trong những dòng sản phẩm đời cao cấp của hãng Roland. Mặc dù là sản phẩm ra khá lâu rồi nhưng mà cũng hơi hiếm các bạn nhé, lâu lâu mới được về được một cây thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một chút các cái tính năng của dòng này. Ở đây phía bên phải trên màn hình các bạn sẽ thấy ở đây có một cái ổ đĩa mềm, rồi còn demo, ở đây còn demo. Rồi loa cũng vậy. Tiếp đến thì các bạn thể thấy ở đây có mục là ghi âm, rồi những phát dừng và phát những cái bài nhạc mẫu hồi nãy mình vừa mới gửi. Tiếp đến là còn hạ tông lên tông xuống tông. Ở phần upper keyboard thì ở đây sẽ có là một nhóm tiếng, rồi nhóm thứ hai, nhóm ba, nhóm bốn. Đó, thì ở đây sẽ có bốn cái nhóm tiếng để các bạn có thể sử dụng đối tay phải. Tay trái thì cũng có phần organ, tiếp tục một phần nữa là thêm ba nhóm tiếng. Rồi ở phần bên này thì các bạn có thể chỉnh được mức độ reverb, rồi cả cái volume ở đây, volume ví dụ pedal, rồi là volume của com, rồi của rip. Tiếp đến là ở đây các bạn có thể một cái nhóm, ví dụ như ở đây phần này là chúng ta sẽ sử dụng mấy cái chân. Em có một số cái percussion để mình sử dụng. Rồi cái này là sử dụng khi mà các bạn có thể bấm để lâm đi đó các bạn. Tiếng nền nó sẽ giữ vậy luôn ha. Ví dụ như ở đây các bạn chọn một tiếng trinh, các bạn sử dụng dưới tay dưới xíu nữa là nó sẽ có cái nền tay dưới luôn. Ở đây cái phần lower voice các bạn này, các bạn bấm lên nó đèn sáng lên, các bạn sử dụng dần. Các bạn sử dụng một cái tiếng, ví dụ như là sử dụng cái tiếng bom bó đi. Theo là cái phần quay sạc sạc đây cho các bạn. Đi sang phía sau này. Ở đây là stand, các bạn có thể bật để sử dụng stand ở phần pedal lower upper ha. Mình chọn ở đây. Số lower của cái này pedal thì có pedal thì cũng có hai voice tiếng, một voice tiếng ra một stand đi. Rồi. Ở đây thì toàn bộ đây là điều ha. Rồi ở đây là cả cái phụ trợ, ví dụ như là start top, là fill, là combo đó. Ở đấy thì Brian nghĩa là mức độ sáng tối của âm thanh, còn ở đây là volume master, là volume tổng. Và nhé, ở đây bass
đây các bạn sẽ thấy bê đan rồi volume to nhỏ, còn ở đây thêm một cái bộ trợ cho mình sử dụng cái bê đan piano. Ví dụ như ở đây mình có thể bấm ghi âm các bạn này, sao sao này, sao keyboard này, các bạn bấm vào đây. Các bạn muốn chỉnh chi tiết tất cả các cái tiếng của mình đã chọn thì các bạn bấm vào, ví dụ như là bấm vào cái biểu tượng là upper, mình bấm vậy đi. Thì ở đây sẽ có ra các cái thông số, ví dụ như là plan là sáng trái sáng phải này, thì mức độ third của phím này. Nếu các bạn bấm vào đây mà bấm vào gọi là off thì nó sẽ có mức độ third nữa. Có nghĩa mình bấm đánh xuống cái là nó to luôn, chứng còn mức độ thớt, ví dụ vậy đi. Rồi, ở đây thì có các trang khác nữa, ví dụ như là mức độ stand là short, là ngắn, hoặc là nhiều cái chế độ để cho mình chọn. Tiếp theo ở đây các bạn sẽ bấm next sang các cái trang sẽ có nhiều cái chế độ này cho mình chọn. Thì tương tự như vậy thì ở phía bên lower cũng có ha, lower chúng ta bấm vào cũng vậy. Khi đánh thì các bạn cứ bấm vào cái phần mức độ thớt này để mà chọn nha. Đó, bê đan cũng vậy luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có thêm một số cái chế độ chọn với controller này, mình effect này, mình có thể chọn này, ha. Chọn mức độ deep, độ reverb, độ deep bao nhiêu, những cái thông số này thì các bạn hiểu thì các bạn có thể chỉnh, còn không thì thôi. À, về cơ bản là như vậy, sau khi mình chọn tiếng xong thì các bạn sẽ nhấn từ nốt số 1 đến số 12 để chúng ta có thể cài đặt để ghi nhớ lại. Ở đây mình có thể ghi nhớ một số rồi. Bây giờ mình sẽ đàn cho các bạn nghe cái phần tiếng.